Amy rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả tại kênh YouTube 10 Media Job Network, kênh thông tin tuyển dụng uy tín với hàng chục ngàn việc làm hấp dẫn, phong phú về ngành nghề, đa dạng về lĩnh vực, được thực hiện bởi công ty truyền thông 10 Media. Và trong chương trình hôm nay, Amy sẽ gửi đến quý vị cơ hội việc làm với mức lương hậu hĩnh như thế nào. Mời quý vị cùng đón theo dõi ngay sau đây. Nếu như quý vị yêu thích nấu ăn và đam mê nghề pha chế thì chắc hẳn rằng cơ hội việc làm mà Amy sắp chia sẻ ngay sau đây rất phù hợp với quý vị. Shop cà phê thức ăn nhanh vừa đăng thông báo tuyển dụng. Cần tìm người phụ bếp ra thực đơn. Công việc sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Yêu cầu nhân viên đăng ký ứng tuyển phải là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực bếp ăn, nhà hàng và là người chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc. Đảm bảo công việc này sẽ đem đến cho quý vị mức lương cao, được trả theo năng lực. Quý vị nào không lái xe hãy an tâm nhé, vì shop nằm gần ga xe lửa nên rất thuận tiện. Nhân viên tại shop thân thiện, hòa đồng và thoải mái, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Nếu quý vị nào quan tâm và cảm thấy công việc này phù hợp với mình thì đừng bỏ qua cơ hội hấp dẫn này nhé. Vui lòng liên hệ chị Liên qua số điện thoại 0432 834 829 để biết thêm thông tin chi tiết. Nếu được nhận, quý vị có thể đi làm ngay lập tức. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến phản hồi từ quý vị để kênh YouTube 10 Media Job Network phát triển ngày một tốt hơn nữa. Và đừng quên like, share và subscribe và nhấn biểu tượng chuông nhé. Nếu như quý vị cần đăng tin tuyển dụng, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0488 884 440 hoặc số điện thoại 02 9721 1521 hoặc có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ info@tenmedia.tv. Thân ái, chào tạm biệt.